Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Kính thưa quý vị khán giả, giải thưởng nhân quyền hiểu theo nghĩa gốc, vốn gốc thiêng liêng, vì mục đích cao cả. Nhưng các cá nhân tổ chức thù địch với Việt Nam lại mượn danh những cái giải thưởng này để trao cho những nhà dân chủ giả hiệu, làm vỏ bọc ngụy trang, tạo động lực để các đối tượng tham gia hoạt động chống phá, gây rối an ninh trật tự. Thưa quý vị, là nguồn gốc và bản chất của cái giải thưởng nhân quyền Martin Ennell năm 1993, 10 tổ chức tự nhận là hoạt động vì nhân quyền thế giới đã đứng ra thành lập cái gọi là giải thưởng nhân quyền Martin Ennell để trao cho người được họ cho rằng đã thể hiện thành tích xuất sắc trong việc chống các hành vi vi phạm nhân quyền bằng những biện pháp can đảm cần được bảo vệ. Và thưa quý vị, là từ đó đến nay thì cái giải thưởng này liên tục được trao cho những đối tượng mà họ coi là nhà hoạt động nhân quyền, được tán tụng ví như giải thưởng Nobel về nhân quyền, thưa quý vị. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy cái giải thưởng nhân quyền này ra đời không phục vụ ý nghĩa trong sáng như mục đích mà họ rêu rao, là những người dũng cảm đấu tranh cho dân chủ nhân quyền vì sự tiến bộ của nhân loại. Quý vị thấy có kinh khủng không ạ? Nếu để tâm theo dõi các hoạt động của họ thời gian qua thì chúng ta sẽ thấy trong suốt quá trình hoạt động, cái giải thưởng nhân quyền này không đúng nghĩa là một giải thưởng, bởi phần lớn giải được trao cho những người có hoạt động chống lại lợi ích quốc gia, dân tộc ở đất nước mà họ đã sinh ra và lớn lên. Đa phần những người được tổ chức nhân quyền Martin Ennell trao giải khi đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã mãn hạn tù vì phạm tội lợi dụng tự do dân chủ nhân quyền, xâm phạm an ninh quốc gia, bị chính quyền và nhân dân nước sở tại đấu tranh và yêu cầu xử lý. Bản chất của cái tổ chức nhân quyền Martin Ennell không giống như cái bánh vẽ ngọt ngào, mà thoạt đầu nghe có vẻ rất là tốt đẹp, rất cần thiết để xây dựng một thế giới mà ở đó quyền con người làm trung tâm. Cho nên về góc độ nào đó, chúng ta hiểu rằng cái tổ chức nhân quyền này được tạo ra và hoạt động không theo tôn chỉ mục đích cao đẹp như là họ rêu rao, mà chủ yếu là họ núp bóng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của một số quốc gia. Đối với Việt Nam chúng ta, thông qua hình thức trao giải cho các đối tượng trên, tổ chức nhân quyền này hướng tới mục tiêu là đưa Việt Nam vào thế là vi phạm dân chủ nhân quyền, từ đó soạn thảo các bản phúc trình, lập hồ sơ những nạn nhân bị đàn áp bởi tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Vận động tổ chức các diễn đàn, tạo cơ hội cho một số chống đối cực đoan trong và ngoài nước lên tiếng tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo trên các diễn đàn quốc tế. Họ cũng không quên kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế vào tình hình nội bộ của Việt Nam. Thưa quý vị, là theo dõi danh sách những người được trao giải thưởng nhân quyền từ năm 1994 đến năm 2022 cho thấy rõ sự bất công trong cách điều hành của ban tổ chức, khi đa số những người được trao đều đến từ các quốc gia vốn đã nằm trong tầm ngắm với quan điểm mà tổ chức này cho là thù địch, đã lựa chọn con đường phát triển không theo ý muốn của một số thế lực quốc tế, đặc biệt là họ hướng trọng tâm vào các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa, trong đó thì có Việt Nam chúng ta, thưa quý vị. Chính vì điều này, gần như tuyệt nhiên không thấy người ở các quốc gia vẫn thường xuyên có những hành động xâm phạm quyền con người, phân biệt chủng tộc một cách đáng lo ngại như Mỹ và một số nước phương Tây được nhận giải. Phải chăng lâu nay các tổ chức như HRW, AL, FIDH, FLD đang cố tình tảng lờ, tránh đưa những sự việc đình đám về vi phạm dân chủ nhân quyền tại các quốc gia nói trên, trong khi mạng xã hội và các kênh truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin những hành vi, vụ việc vi phạm nhân quyền của nhiều quốc gia phương Tây, nhưng những vấn đề đó đều bị họ phớt lờ đi. Điều đó cho thấy sự mất công bằng, hay nói cách khác là trò hề của tổ chức nhân quyền này và một số tổ chức khác với những cái danh xưng tương tự vẫn thực hiện lâu nay với các quốc gia mà họ cho rằng là đối nghịch. Và để dẫn tới sự bất công đó thì một phần do ban giám khảo giải thưởng nhân quyền Martin Ennell gồm thành viên là các tổ chức lập giải thưởng nên chỉ lựa chọn người phù hợp ở các quốc gia mà theo mục đích của họ. Mặt khác, cơ sở để đánh giá lựa chọn người được trao giải dù được quảng bá bao gồm các tổ chức đang hoạt động ở mọi nơi trên thế giới, nhưng điểm danh lại chỉ thấy chủ yếu tập hợp tình hình ở châu Phi, châu Á và nhất là các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa.
Do đó rõ ràng là cái giải thưởng nhân quyền Martin Ennell là công cụ quyền lực kép để các thế lực quốc tế sử dụng nhằm áp đặt những lệnh trừng phạt hoặc tạo cớ để can thiệp một cách thô bạo vào công việc nội bộ của các quốc gia mà họ xếp vào danh sách thù địch hoặc thiếu thiện cảm. Thưa quý vị, theo dõi hoạt động của tổ chức nhân quyền Martin Ennell có thể thấy rõ mục đích thâm hiểm của những người sáng lập ra cái giải thưởng này. Nó không hoàn toàn theo nghĩa tốt đẹp như đã nêu ở trên, mà chính là nhằm tạo động lực về vật chất, chống lưng về tinh thần để hà hơi tiếp sức, kích động một số đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước, gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam. Mặt khác, họ còn thông qua hình thức trao giải thưởng nhân quyền vừa nhằm khuếch trương thanh thế, tạo chỗ dựa cho các đối tượng chống đối trong và ngoài nước, và cũng là thủ đoạn để họ hợp thức hóa việc hỗ trợ về vật chất qua các cái phần thưởng có giá trị lớn. Cho nên giải thưởng nhân quyền chẳng khác nào là mồi nhử của các tổ chức đội lốt nhân quyền sử dụng để câu móc, lôi kéo và tạo dựng thêm những cái phần tử chống đối chính trị, những nhân vật có tư tưởng bất mãn, hám tiền bạc, sẵn sàng nhận lệnh và tiến hành các hoạt động chống phá ngay trong lòng đất nước chúng ta. Điều này càng minh chứng rõ ràng cho vấn đề mang tính quy luật, đó là các tổ chức ở bên ngoài dù có tiềm lực kinh tế mạnh nhưng không thể trực tiếp tiến hành chống phá Việt Nam mà phải thông qua một số chân rết ở trong nước và ngược lại. Các cái đối tượng chống đối ở nội địa cũng luôn ngóng trông các cái nguồn tài trợ từ bên ngoài để được chống lưng về vật chất lẫn tinh thần nhằm duy trì hoạt động. Thưa quý vị, chính vì những cái điều này cho nên là cái giải thưởng nhân quyền Martin Ennell được xem là động lực để các cái đối tượng chống đối tích cực chống phá. Đồng thời thông qua giải thưởng này thì các đối tượng có cơ hội đánh bóng tên tuổi bằng cách khoe khoang thành tích về số lần, số năm phải chấp hành hình phạt tù, hình phạt bổ sung của pháp luật hành chính, hình sự, qua đó tạo tiếng vang nhằm thu hút sự chú ý của các tổ chức thù địch thiếu thiện chí với Việt Nam. Trên thực tế, thời gian qua cho thấy ở Việt Nam đã xuất hiện không ít hội nhóm phản động chống đối trong và ngoài nước đã được lập ra, như là Hội Anh Em Dân Chủ mà tên cầm đầu là tên Nguyễn Văn Đài, Hội Bầu Bí Tương Thân, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Hội Nhà Báo Độc Lập, với cái vỏ bọc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền nhưng thực chất là nhằm tập hợp một số người để chống đối chính trị bất mãn, để thực hiện các hành vi chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Và những cái tổ chức này muốn tồn tại, muốn có kinh phí tự nuôi sống bản thân, triển khai các hoạt động chống phá, các tổ chức này phải sống dựa hơi vào nhiều thế lực khác. Và một lần nữa thì chúng ta khẳng định rằng các cái tổ chức đứng ra trao cái gọi là giải thưởng nhân quyền Martin Ennell chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam. Thông qua giải thưởng, các cái tổ chức này vừa lên dây cót về tinh thần, vừa giúp đỡ về vật chất cho các đối tượng chống phá trong và ngoài nước tích cực hoạt động. Theo đó thì giải thưởng nhân quyền Martin Ennell đã bị đánh lận về mục đích, thực hiện không đúng theo tên gọi mà chỉ là cái bình phong cho các tổ chức này thực hiện mưu đồ chống phá. Thưa quý vị, trong thời gian tới để tiếp tục dung dưỡng cho các phần tử chống phá Việt Nam, giải thưởng nhân quyền Martin Ennell vẫn sẽ tiếp tục và là chủ đề thu hút được sự quan tâm và chú ý của giới chống cộng cực đoan. Mặc dù mưu đồ của các thế lực thù địch phản động là hết sức nguy hiểm, gây những hiểu nhầm trong dư luận, nhưng trò lố đó không thể phủ nhận được những tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Với việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ và chứng minh hùng hồn, sống động những thành tựu to lớn của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Đồng thời những thành tựu ấy càng làm cho những luận điệu chiêu trò trao giải nhân quyền trở nên lố lăng và kịch cỡm. Thưa quý vị khán giả, gần đây nhất hôm 18 tháng 11, Tổ chức Khủng bố Việt Tân tiếp tục khuếch trương về giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2021. Thông tin rêu rao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2021 với chủ đề Nghĩa đồng bào trong mùa đại dịch để vinh danh cứu trợ dân nghèo khó trong đại dịch Covid-19 vừa qua đã bị chính quyền bỏ rơi. Thưa quý vị, đồng thời Việt Tân mong mỏi giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2021 sẽ là một phần đóng góp hơn nữa vào phong trào dân giúp dân. Trong thông báo này, Việt Tân đã sử dụng những cụm từ đánh vào lòng nhân nghĩa của con người để lừa bịp, đó là lấy danh nghĩa cứu trợ dân nghèo khó trong đại dịch.
đóng góp vào phong trào giúp dân. Thưa quý vị, xem qua thiết tưởng như đây là một hành động nhân ái nhằm giúp đỡ đồng bào ta nghèo khó trong đại dịch Covid-19. Từ đó có thể chạm vào lòng trắc ẩn bao dung của con người. Tuy nhiên, đó chỉ là lớp sơn để che đậy bản chất xảo trá của cái tổ chức khủng bố phản động này. Giải thưởng Lê Đình Lượng được Việt Tân tung ra lần đầu tiên vào năm 2018 và tiếp nối trò trao thưởng đó, chỉ khác về tên gọi. Mục đích việc trao thưởng của Việt Tân đó chính là lừa bịp, nhằm biểu dương tinh thần đấu tranh cho dân sinh nhân quyền của nhà hoạt động dân chủ đã có nhiều nỗ lực đấu tranh bảo vệ nhân quyền của đồng bào và chủ quyền của đất nước, và nhằm đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, nghe thì rất là hào nhoáng. Cái tên Lê Đình Lượng được lý giải là tên của một người yêu nước đã có nhiều nỗ lực đấu tranh bảo vệ quyền lợi của đồng bào và chủ quyền đất nước. Thưa quý vị, như đã nói ở phần đầu, trò trao giải thưởng này của Việt Tân cũng không khác gì cái tổ chức trao giải thưởng nhân quyền Martin Ennell mà Bảo Ngọc vừa chia sẻ phần đầu. Việc tung hô giải thưởng thì các đối tượng lại tìm cách để tạo sóng dư luận, như là tụ tập thành phần chống phá đất nước để hội thảo hay là hội thảo trực tuyến, đối thoại, phỏng vấn do một nhóm chống đối live stream từ Sydney, Úc. Lần đó thì giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng được trao cho Phan Kim Khánh, là một đối tượng chống phá nhà nước Việt Nam. Và Phan Kim Khánh được Việt Tân gọi là sinh viên tù nhân lương tâm. Tại cái buổi trao giải này thì Phan Kim Khánh được tô vẽ như một hình tượng để giáo dục thế hệ trẻ. Các đối tượng tung hô Phan Kim Khánh mới có 23 tuổi và sắp hoàn tất chương trình đại học 5 năm khi anh bị công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ vào ngày 21 tháng 3 năm 2017. Tên này xuyên tạc 6 năm tù giam và 4 năm quản chế vì bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên nhiều bài viết đã tung lên mạng Internet, các đối tượng còn tô đậm những câu nói thực chất là sự bao biện hành vi phạm tội chống phá đất nước của Phan Kim Khánh, nhưng họ lại coi đó như là một tuyên ngôn. Thưa quý vị, ví dụ như là trong tương lai gần tôi muốn trở thành một người làm cho truyền thông thực thụ, tôi muốn góp sức vào phong trào đấu tranh cho nền dân chủ tự do báo chí tại Việt Nam. Và thưa quý vị, là đồng loạt các cái đài truyền thông thổ tả như VOA, RFA, RFI cho rằng ông là một người dẫn chương trình được nhiều sinh viên trong trường Đại học Thái Nguyên biết đến. Ông cũng là một thành viên của chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á. Thưa quý vị, vân vân và mây mây còn rất nhiều những cái danh xưng khác nữa. Và trên thực tế thì Phan Kim Khánh là đối tượng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Và năm 2015 thì khi đang là sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên, Phan Kim Khánh đã kết nối với một số đối tượng phản động ở hải ngoại, lập tài khoản trên mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết có nội dung là vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước, với những bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng. Tại phiên tòa thì Phan Kim Khánh đã khai báo thành khẩn, thừa nhận do kém hiểu biết về chính trị, pháp luật nên đã bị các đối tượng phản động lôi kéo, kích động dẫn đến phạm tội, và bị cáo Khánh đã bày tỏ sự hối tiếc về việc làm của mình và đề nghị hội đồng xét xử cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại cuộc đời, báo hiếu cha mẹ. Thưa quý vị, năm 2018, Việt Tân đã xướng tên người nhận giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng cho Trần Thị Nga. Chắc quý vị vẫn còn nhớ, đối tượng năm 2017 đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên phạt 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nga đã có hành vi trực tiếp lập các tài khoản blog, Facebook cá nhân và trang YouTube để làm tàng trữ, đăng tải 13 video clip có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, truyền bá tư tưởng phản động và gieo rắc sự hoài nghi, gây hoang mang trong nhân dân. Thị Nga còn trả lời phỏng vấn các đài báo phản động nước ngoài để cung cấp những cái thông tin tình hình sai lệch về hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền các cấp nhằm mục đích là chống lại nhà nước Việt Nam. Thưa quý vị, với Lê Đình Lượng, đối tượng đang chấp hành án tù mà Việt Tân lấy làm tên giải thưởng, trái ngược với một người yêu nước trong ngoặc kép như Việt Tân vẫn rêu rao.
đây còn là một đối tượng cộng cán, một cánh tay đắc lực của tổ chức Việt Tân, hoạt động phổ biến ở các địa bàn như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Và quá trình hoạt động của tên này đã sử dụng những cái thủ đoạn như là thông qua các trang mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết tuyên truyền cổ suý cho Việt Tân. Trong đó có nhiều bài viết bình luận ca ngợi Việt Tân, cổ vũ cho đường lối của Việt Tân, xuyên tạc về tình hình đất nước. Và một cái nữa đó là tên này đả kích Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, môi trường để xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm gây tâm lý hoài nghi, hoang mang ở trong quần chúng nhân dân. Thưa quý vị, tên Lê Đình Lượng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án là 20 năm tù và phạt quản chế 5 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bằng những cái việc tô vẽ cho các đối tượng nhận giải thưởng với danh hão như nhà báo tự do, nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, tù nhân lương tâm, công dân yêu nước, cái gọi là giải thưởng nhân quyền chỉ là thủ đoạn để các tổ chức chống phá Việt Nam hợp thức hóa việc cung cấp tiền bạc cho những kẻ được họ tiếp tay hoạt động chống đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam. Đồng thời thông qua đó nhằm tiếp tục cổ suý, lôi kéo các đối tượng khác hoạt động phục vụ âm mưu chống phá Việt Nam của tổ chức này và những cái tổ chức thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam. Cùng với việc rêu rao giải thưởng các đối tượng nhằm tạo sóng dư luận, gây sự chú ý từ quốc tế để bôi nhọ, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Qua đó, chúng lấy cớ để gây sức ép, can thiệp vào tình hình trong nước, gây chú ý và chúng đã không ngừng tung hô giải thưởng có giá trị cả vật chất lẫn tinh thần. Sau đó thì bọn chúng đã tự lập hội đồng đưa ra các ứng viên nhận giải. Cứ nhìn những người trong các cái tổ chức này trao giải, nhiều người không thể nhịn được cười, không thể hiểu họ đang diễn hề hay là làm cái trò kỳ quặc gì đó. Thưa quý vị, giải thưởng là thể hiện sự tôn vinh cho tập thể hay cá nhân nào đó có thành tích cống hiến. Giải thưởng mang tên nhân quyền còn thể hiện giá trị thiêng liêng cao quý bởi ý nghĩa của cụm từ này. Vậy mà những cái tổ chức chống phá lại lấy cớ trao giải thưởng để tập hợp những thành phần phạm tội, chống phá đất nước, chống phá nhân dân, biến hành vi phạm tội của các đối tượng thành những danh xưng mỹ miều như là đấu tranh cho tự do dân chủ, vì tiến bộ xã hội, vì quyền con người. Rõ ràng các cái tổ chức này đã xâm phạm, bôi nhọ lên giá trị quyền con người nhưng lại tự huyễn hoặc bảo vệ quyền con người vì con người. Còn những cá nhân được vinh danh thì sao thưa quý vị? Giải thưởng thì thực chất chỉ như những con rối quân cờ ngồi chấp hành án trong trại giam nhưng bị kẻ địch bên ngoài mượn tên để điều khiển vì động cơ chống phá đất nước. Bởi vậy những phạm nhân đó chớ nên nghe ảo vọng từ đâu mà nghĩ khác, mà làm khác để tự cho mình là tù nhân lương tâm, kiếm cớ tìm giải thưởng ở trời Tây. Chẳng có cái giải thưởng nào từ các thế lực chống phá bên ngoài giúp phạm nhân đến với tự do dân chủ. Muốn trở về với tự do dân chủ như công dân bình thường, điều trước mắt và quan trọng nhất là chót bước vào con đường lầm lạc thì nay chấp hành án trong trại giam, hãy ăn năn hối cải, biết nhận ra lỗi lầm để cải tạo tiến bộ, sớm tìm lại con đường về với gia đình, sống có ý nghĩa trên đất nước, quê hương của mình. Thưa quý vị khán giả, Bảo Ngọc xin chia sẻ với quý vị một số thông tin liên quan đến các cái tổ chức thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam. Họ đang trao giải thưởng cho những thành phần gọi là tù nhân lương tâm. Rất mong nhận được ý kiến của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV. We'll be right back.